Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 575. Nói cách khác, thiên đế trở xuống cường giả, Diệp Thần trong nháy mắt có thể diệt, bản thể liền cường đại đến tình trạng này, lại mượn dùng luân hồi mộ cùng huyết long lực lượng, hắn có lòng tin nghịch phạt những cái kia cường đại thiên đế. Thế gian này, chỉ có Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế, Sử Thần, Hiên Viên Vương, Hồng Quân lão tổ nhóm cường giả, còn có thể uy hiếp được Diệp Thần tính mệnh. Đến mức những người khác, không có khả năng lại giết chết Diệp Thần coi như không thể nghịch phạt, đánh cái ngang tay, hoặc là toàn thân trở ra, không thành vấn đề. Ầm ầm, Kim đỉnh, Mộc đỉnh, Nước đỉnh, Tinh không đỉnh, Vĩ thú đỉnh, năm tòa thần đỉnh, như là chúng tinh cùng nguyệt, vây quanh thần giáp mệnh tinh chuyển động. Năm tòa thần đỉnh, phun ra vô tận thần quang, hỗn hợp có thần giáp mệnh tinh kim quang, hóa thành một đạo đủ để xuyên qua hoàn vũ cột sáng, phóng lên tận trời. Ô ô ô, đạo huyền tổ sư cái kia đem sắc trời cự kiếm, tại đạo này trùng thiên cột sáng trùng kích vào, một chút liền vỡ nát tán loạn, hóa thành điểm điểm lưu huỳnh quang huy tan biến mà đi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Diệp Thần, quá mức cường đại. Không. Đạo huyền tổ sư phát ra thống khổ cùng không cam lòng rên rỉ, hắn sau cùng thủ đoạn, lại bị Diệp Thần dễ dàng liền nghiền nát. Diệp Thần huy hoàng như chiến thần, mà đạo huyền tổ sư chỉ còn lại cuối cùng thảm đạm tàn hồn, tại luân hồi bàn chuyển động dưới, muốn bị chậm rãi ép diệt. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn xem đạo huyền tổ sư, ánh mắt 10 phần bình tĩnh, thậm chí mang theo điểm thương hại. Đạo huyền tổ sư nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng này, càng là phẫn hận không cam lòng, hét lớn. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Ta chết đi, ngươi cũng phải cho ta chôn cùng. Mà lại, ngươi sẽ chết được thảm hại hơn. Ngươi bị tơ tình quấn thân, còn ở nơi này trang bình tĩnh. Ngươi lập tức liền phải chết, ha ha, ha ha ha. Đạo huyền tổ sư điên cuồng cười to, cuối cùng tại trong tiếng cười lớn, linh hồn của hắn triệt để bị ma diệt. Mà ép diệt đạo huyền tổ sư, Diệp Thần nhưng không có vui sướng chút nào tâm tình, ở sâu trong nội tâm. Ngược lại dâng lên một cỗ khó chịu dày vò cảm giác. Đầu kia tơ tình, lại ngóc đầu trở lại. Diệp Thần liếc nhìn toàn thân mình, cũng không nhìn thấy tơ tình chỗ, nhưng hết lần này tới lần khác lại cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ địa phương, đều bị tơ tình quấn quanh. Giống như có một cây tơ kết tại yết hầu bên trong, hình như có còn không ngấn ngứa, hắn muốn ói lại nhả không ra. Trái tim giống như cũng bị trăm ngàn đầu sợi tơ quấn quanh trói buộc, liền nhịp tim đều nhanh đình chỉ, huyết dịch bơm không ra. Toàn thân mất máu tay chân lạnh buốt, đầu lại là một trận choáng váng. Linh hồn của hắn, cũng rất giống bị vô tận sợi tơ trói chặt, những sợi tơ này cũng không sắc bén, nhưng tuyệt đối cứng cỏi, dậy người không cách nào tránh phá, càng dãy dụa liền càng lâm vào càng lớn quấn quanh cùng trong thống khổ. Vừa mới Diệp Thần kế thừa thiên không mệnh cách, mượn nhờ thiên không mệnh cách lực lượng, hắn lúc đầu thoáng hóa giải tơ tình mang tới thống khổ. Nhưng cái này cũng cuối cùng chỉ là làm dịu, hiện tại giết chết đạo huyền tổ sư. Tâm tình của hắn trầm tĩnh lại về sau, đầu kia tơ tình liền quyển thổ vào tới, buộc chặt toàn thân hắn, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được bị quấn quanh thống khổ, tựa như một người vi tình sở khốn, không được siêu thoát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần khẽ cắn môi, ngũ quan đã cực đoan bắt đầu vặn vẹo, nếu như là hắn chính mình tơ tình, tuyệt sẽ không có thống khổ như vậy, đây là thiên tổ tơ tình, áp đặt ở trên người hắn. Mang đến đặc thù bài xích, càng là muốn mạng. Diệp Thần trên thân tất cả thần quang, toàn bộ thu liếm, cái gì thần đỉnh, cái gì thần giáp mệnh tinh, toàn bộ đều ô minh lấy hóa thành lưu quang, về tới trong cơ thể của hắn. Hắn đã mất đi tất cả ánh sáng huy, cả người như tượng gỗ từ trên trời rớt xuống. Đám người xôn xao kinh hô, không nghĩ tới vừa mới diệt sát đạo huyền tổ sư, vô cùng huy hoàng cường đại Diệp Thần, lập tức càng trở nên suy yếu như vậy. Diệp Thần. Tinh Diên dẫn đầu lao ra, mang trên mặt vô cùng lo lắng thần sắc, vội vàng đem Diệp Thần thân thể tiếp được. Vừa mới Diệp Thần thần giáp mệnh tinh bù đắp, tách ra vô tận kim quang, nàng đã được đến chúc phúc, nàng ngày xưa chịu tất cả khốn khó, đều vào thời khắc ấy tiêu tán. Nàng liền như là thế gian nhất thanh thuần, nhất tú lệ thiếu nữ đồng dạng, tại Diệp Thần chúc phúc dưới, nàng đi lại tất cả hắc ám, đều đã tán đi, tương lai của nàng, sẽ không lại thống khổ. Hiện tại, nàng nhìn thấy Diệp Thần thống khổ bộ dáng, lại là vô cùng lo lắng. Nàng ôm Diệp Thần, nhẹ nhàng bỏ trên đất, chỉ gặp Diệp Thần toàn thân làn da đỏ lên, hô hấp dồn dập, mồ hôi đầm đìa, ngũ quan vặn vẹo,
nàng nước mắt liền rơi xuống, nói. Diệp thần, ngươi gặp thế nào? Ngươi tơ tình quấn thân, ta có thể giúp ngươi hóa giải sao? Nàng kéo Diệp thần tay, phóng tới trên gương mặt của mình. Diệp thần hiện tại đau đầu đến kịch liệt, đầu ông ông, nhìn xem Tinh Diên vì chính mình rơi lệ, trong lòng của hắn lại sinh ra to lớn chán ghét, liền đem tay rút trở về. Tại thiên tổ đầu kia tơ tình quấn quanh dưới, Diệp thần đạo tâm, cũng là xuất hiện to lớn dị biến, hắn đối loại trừ Phong Tinh Tuyết bên ngoài tất cả nữ tử, đều sinh ra chán ghét, trong lòng cũng chỉ có Phong Tinh Tuyết. Lăn đi, ngươi không phải nàng. Diệp thần khẽ cắn môi, liền hướng về phía Tinh Diên quát lớn. Tinh Diên ngẩn ngơ, nước mắt dừng lại, nhìn xem Diệp thần hung tợn biểu lộ, nàng lập tức không biết làm sao. Khương Khiếu Vân thấy tình thế không đúng, cũng dẫn người hạ xuống tới, vội vàng hỏi, nữ nhi, thế nào? Tinh Diên ngơ ngác nói, Diệp thần hắn giống như. Diệp thần nhìn xem đám người vây quanh chính mình, càng cảm thấy vô cùng táo bạo, kêu lên, đều cút đi, lăn đi. Tinh Tuyết ở nơi nào, mau gọi nàng tới. Khương Khiếu Vân trong lòng mắt lạnh, nói, hỏng bét, luân hồi chi chủ chịu tơ tình vây khốn, đạo tâm đã nhanh hỏng mất, trong lòng cũng chỉ có đại ái thần Phong Tinh Tuyết. Tinh Diên kinh hoàng nói, mẫu thân, vậy làm sao bây giờ? Khương Khiếu Vân nói, cái này tơ tình nếu không hóa giải, hắn đạo tâm sụp đổ, mất lý trí, sẽ chỉ biến thành một cái quái vật, chỉ có thể gọi là Nhậm Phi Phàm đến giải quyết. Nàng biết tình thế nghiêm trọng, lập tức không dám thất lễ, vội vàng phát ra tín phù, thiên đế ý chí cô đọng, tín phù phá không bay đi luân hồi tinh giới, kêu gọi Nhậm Phi Phàm giáng lâm. Ầm ầm, tại Khương Khiếu Vân tín phù phát ra sau đó không lâu, sáng đạo nhai thế giới chấn động, một đạo Phật quang dâng lên, một tôn thánh Phật thân ảnh, hàng lâm xuống, chính là Thích Già Phật Tổ. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, bần tăng hữu lễ. Phật Tổ chắp tay trước ngực, hướng về Khương Khiếu Vân, Tinh Diên chờ hành lễ, ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy sáng đạo nhai sơn hàng nghiền nát, hiển nhiên là vừa kinh lịch một trận đại chiến, mà Diệp Thần lại vô cùng thống khổ ngồi dưới đất, một mặt táo bạo bộ dáng, nếu không phải Khương Khiếu Vân phái mấy người cao thủ, cưỡng ép ngăn chặn Diệp Thần, chỉ sợ Diệp Thần đã muốn bạo tẩu. A, luân hồi chi chủ. Phật Tổ một tiếng kinh hô, có chút chấn động. Vừa mới Khương Khiếu Vân tín phù, đã nói rõ sự tình nguyên nhân, nhưng lúc này tận mắt nhìn đến Diệp Thần bộ dáng, Phật Tổ cũng là nhìn không được chấn kinh. Lúc đầu Diệp Thần bù đắp thần giáp mệnh tinh, nhất cử vào tới cửu đỉnh cảnh tầng 3, là thật đáng mừng sự tình, nhưng bị tơ tình quấn thân, lớn hơn nữa tạo hóa cũng là vô dụng. Dù sao, liền xem như thiên tổ, năm đó cũng là bị tơ tình dày vò đến khổ không thể tả, chớ nói chi là Diệp Thần. Khương Khiếu Vân nói, Phật Tổ mạnh khỏe, ân, Mặc Pháp Vương đâu? Nàng gặp Phật Tổ giáng lâm, nhưng không thấy Nhậm Phi Phàm, cảm thấy liền có chút bất an. Cục diện dưới mắt, Khương Khiếu Vân cũng không cho rằng, Phật Tổ có thể giải quyết. Dù sao luận Phật Pháp, Diệp Thần Phật Pháp Tu Vi, kỳ thật đã siêu việt Phật Tổ. Hắn chịu tơ tình bối rối, tuyệt không phải Phật Pháp có thể hóa giải. Phật Tổ nói, Nhâm Huynh muốn trấn thủ luân hồi tinh giới, mà lại hắn vì trùng kích đạo quân cảnh, chỉ cần tận lực tránh cho nhiễm nhân quả, vì vậy bất tiện khởi hành giáng lâm. Khương Khiếu Vân nói, luân hồi chi chủ chịu tơ tình vây khốn, đạo tâm có sụp đổ nguy hiểm, chúng ta không cách nào giải quyết, Phật Tổ, còn xin ngươi mau đem người mang về luân hồi trận doanh, xử lý thích đáng. Phật Tổ cũng biết tình thế nghiêm trọng, liền gật đầu nói, tốt, bần tăng lập tức liền dẫn luân hồi chi chủ trở về. Hắn bấm quyết đánh ra từng đạo kim quang chú ấn, phong bế Diệp Thần toàn thân khí cơ, Diệp Thần lập tức như bị trói buộc như dã thú không thể động đậy, hắn liền một tay bắt lấy Diệp Thần, chuẩn bị rời đi. Tinh Diên buồn bã nói, mẫu thân, ta cũng muốn đi. Hướng Phật Tổ nói, Phật Tổ, thỉnh cho phép ta đồng hành. Phật Tổ im lặng gật đầu, lập tức liền dẫn Diệp Thần cùng Tinh Diên rời đi. Khương Khiếu Vân nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, vô hạn ưu sầu, thở dài một cái. Bây giờ sáng đạo nhai thế giới, theo Thiên Hằng chân nhân cùng đạo huyền tổ sư chết đi, Thiên Hằng giáo phái cùng sáng đạo cung, đều đã quy thuận luân hồi, tất cả tranh chấp đều bị Diệp Thần áp đảo lắng lại, liền thú hoàng pho tượng cũng không còn tồn tại, về sau thế giới này, cũng sẽ không lại gặp hung thú tập kích. Cái này vốn là thiên đại hảo sự, đáng giá xếp đặt buổi tiệc chúc mừng, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, đạo huyền tổ sư tại trước khi chết, tuôn ra đầu kia tơ tình, cư nhiên như thế kinh dị. Thiên tổ năm đó chém xuống tơ tình về sau, chính mình không đành lòng xuất thủ ma diệt,
đem tờ tình giao cho đạo huyền tổ sư xử lý, nhưng đạo huyền tổ sư lại vụng trộm bảo lưu lại đến, hôm nay có thể hại khổ Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần, cả người thật giống như phát sốt giống nhau, tinh thần ở vào hỗn loạn, dày vò, hoảng hốt, thống khổ trạng thái, toàn thân lại là nhẹ nhàng, giống như mộng còn tỉnh. Đầu kia tờ tình, đã phát tán đến toàn thân hắn, cũng may mà hắn có thần giáp mệnh tinh hộ thể, bằng không, hắn đạo tâm đã sớm sụp đổ. Diệp Thần cố gắng duy trì lấy ý thức thanh tỉnh, điều động thần giáp mệnh tinh lực lượng, thủ hộ tâm thần, cùng nếm thử ma diệt tơ tình, nhưng phát hiện lại là phí công. Bởi vì kia tơ tình nhập thể về sau, triệt để phát tán, vô hình vô chất, trải rộng toàn thân hắn mỗi một hẻo lánh, hắn mỗi một giọt máu, mỗi một cái lỗ chân lông, đều tràn ngập dày vò tơ tình nỗi khổ, liền hô hấp đều là co rút đau đớn, nhưng không cách nào bắt được tơ tình cụ thể tồn tại, tự nhiên cũng không thể nào ra tay ma diệt. Tinh thần hỗn loạn trong thống khổ, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy, có một chùm sáng, bắn vào trong lòng của hắn, kia chùm sáng biến thành hải đăng vĩ đại sáng chói mà nguy nga, phía trên tuyên khắc lấy một đạo phong thần thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chính là Nhậm Phi Phàm. Nhậm Phi Phàm tòa này hải đăng xuất hiện, lập tức nhường Diệp Thần nội tâm khốn khó, đại đại hóa giải, tơ tình mang tới thống khổ, cũng là trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều, biển tinh thần thức một trận thanh minh, hắn nhịn không được mở to mắt. Tỉnh táo lại, quát to một tiếng, Nhâm tiền bối. Diệp Thần mở mắt về sau, liền thấy mình đã về tới luân hồi tinh giới, an vị tại tinh không thần sơn tinh không thần chỉ bên cạnh, trời xanh mây trắng, liệt nhật sáng tỏ, ao nước mát lạnh, sóng biếc dập dờn, ao nước phụ cận trúc lâm diệp tử ào ào vang. Chỉ gặp Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Hạ Nếu Tuyết, Ngụy Dĩnh, Thân Đồ Uyển Nhi, Tinh Diên bọn người, luân hồi trận doanh nhân vật trọng yếu, giờ phút này đều vây quanh ở Diệp Thần bên người. Thần sắc nghiêm nghị, vô cùng lo lắng nhìn xem hắn tỉnh, mọi người nhất thời một trận kinh hỉ cùng bạo động. Nhậm Phi Phàm đang đem ngón tay điểm tại Diệp Thần trên trán, nhìn thấy Diệp Thần tỉnh, liền đem ngón tay thu hồi, thở dài, Diệp Thần, ngươi đã tỉnh. Diệp Thần ngơ ngác nói, Nhậm tiền bối, ta thế nào rồi? Nhậm Phi Phàm nói, ngươi chịu tơ tình quấn quanh, đạo tâm thậm chí có thể muốn sụp đổ, ta bằng vào ta bản mệnh tu vi, thay ngươi chế tạo một tòa hải đăng. Có thể tạm thời giúp ngươi thanh tịnh tâm thần, khỏi bị tơ tình nỗi khổ. Nhưng, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, không thể lâu dài, ngươi phải giải quyết tơ tình, còn phải nghĩ biện pháp khác. Diệp Thần vội la lên, Nhậm tiền bối, có biện pháp nào? Nhậm Phi Phàm hỏi, ngươi dùng thần giáp mệnh tinh có thể hay không hóa giải tơ tình? Diệp Thần sờ lên trái tim của mình, lắc đầu nói, hóa giải không được. Nghe nói như thế, toàn trường người đều là chấn động. Phải biết, lúc trước Nhậm Phi Phàm tự chém tương lai, chứng đạo siêu thiên, bỏ ra cực kỳ to lớn đại giới, đã không có tương lai, chỉ còn lại cuối cùng 3 năm mệnh. Như vậy khốn khó, nếu là đạt được Diệp Thần thần giáp mệnh tinh chúc phúc, đều có thể hóa giải, thấy rõ thần giáp mệnh tinh đến cỡ nào cường đại. Nhưng cường đại như vậy thần giáp mệnh tinh, cũng hóa giải không được thiên tổ tơ tình. Thiên tổ đầu kia tơ tình, đối với người tinh thần tra tấn, thật là quá mức kinh dị. Nhậm Phi Phàm cũng là một trận chấn động, thở dài, liền thần giáp mệnh tinh đều không được, chẳng lẽ muốn dùng ma ngục mệnh tinh? Ma ngục mệnh tinh, là luân hồi thất tinh thứ 6 tinh, ngôi sao này mang theo vực sâu địa ngục khí thức khủng bố, đủ để mai táng hết thảy. Nếu là Diệp Thần có được ma ngục mệnh tinh, Nhậm Phi Phàm đoán chừng, muốn hóa giải tơ tình cũng không khó. Diệp Thần nói, ma ngục mệnh tinh lại tại chỗ nào? Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, ta không biết, ta hải đăng. Nhiều nhất có thể bảo hộ ngươi 2 tháng thời gian, trong 2 tháng này, ngươi cũng không có khả năng thức tỉnh ma ngục mệnh tinh. Xem ra, chỉ có thể đi gặp thần tình yêu, nhìn nàng một cái có biện pháp gì hay không. Diệp Thần nghe được thần tình yêu 2 chữ, tơ tình liền phát tác, nội tâm dâng lên cực kỳ kịch liệt cảm xúc, may mắn trong lòng có Nhậm Phi Phàm hải đăng đè ép, không có mất khống chế, nhưng hắn trên mặt đã lộ ra một cỗ khắc cốt quyến luyến tưởng niệm chi ý, run giọng hỏi, nàng. Nàng ở đâu? Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh chờ nữ tử, nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ như vậy, trong lòng rất cảm giác khó chịu, không nghĩ tới Diệp Thần chịu tơ tình chi khốn, đã nghiêm trọng đến tình trạng này. Nhậm Phi Phàm nói, không phải nàng, không phải đại ái thần, là thần tình yêu tẩy mộng Yên Lam. Diệp Thần nói, ây, là cái này thần tình yêu a. Nhậm Phi Phàm nói, đúng vậy, nàng là thiên nhược hữu tình đồ khí linh, xem như ngày xưa đại ái thần phong tinh tuyết thân thuộc. Thế gian tình cảm sự tình, nàng thấy rõ sâu nhất. Phật Tổ, liền làm phiền ngươi đi một chuyến,
ngày mai mang Diệp Thần đi gặp thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam. Phật Tổ nói, tốt, Nhâm huynh xin yên tâm. Diệp Thần im lặng, không nghĩ tới chính mình tư tình khốn khó, cư nhiên như thế nghiêm trọng, liền Nhậm Phi Phàm đều không thể hóa giải. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, gặp luân hồi trận doanh chư nữ đều tại, duy chỉ có không thấy Kỷ Nghĩ Thanh, liền hỏi, Nghĩ Thanh đâu? Phật Tổ nói, Nghĩ Thanh cô nương nói nhìn thấy vận mệnh mệnh cách hạ lạc, nàng đi tìm vận mệnh mệnh cách. Diệp Thần nói, vận mệnh mệnh cách. Nếu như hắn nhớ không lầm, kia vận mệnh mệnh cách, cùng hắn thiên không mệnh cách, vũ trụ mệnh cách giống nhau, đều là thiên đạo lục mệnh một trong. Phật Tổ nói, truyền thuyết vận mệnh mệnh cách, chấp trưởng về sau, có thể khiến người ta trưởng khống chúng sinh vận mệnh, trở thành vận mệnh chúa tể, vô cùng cường hãn, Nghĩ Thanh cô nương chính là thiên phú vận mệnh chi chủ. Nàng chắc hẳn có thể thuận lợi chấp trưởng kia vận mệnh mệnh cách. Luân hồi chi chủ không cần phải lo lắng, ngươi một mực nghĩ biện pháp hóa giải tự thân tơ tình là được, ngày mai Bần Tăng liền dẫn ngươi đi Yên Lam Thánh Địa, nhìn một chút thần tình yêu thiên tôn. Diệp Thần nói, đúng. Thương nghị cố định, Diệp Thần ngay tại chư nữ nâng đỡ, trở lại hành cung bên trong nghỉ ngơi. Phật Tổ thì đi chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị ngày mai đi bái phỏng thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam. Tinh Diên tại luân hồi tinh giới bên trong ở, nàng vì Diệp Thần bỏ ra quá nhiều, luân hồi tinh giới phải làm có nàng một chỗ cắm rùi, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh chờ nữ tử cũng không ý kiến, chỉ mong Diệp Thần mạnh khỏe. Diệp Thần yên lặng một người, trong phòng, điều trị khí tức. Trước đây kia thứ năm cánh kim liên, hắn nắm giữ cửu thần đạo bên trong huyền thủy huyễn linh quyết, còn có thiên hỏa tịch diệt quyết, tiên thảo linh uẩn quyết, còn có thanh liên chống trời pháp chu tà áo nghĩa không có nắm giữ. Bây giờ muốn tĩnh tâm tu luyện, nhưng phát hiện mình vô luận như thế nào, đều không thể ổn định lại tâm thần, vừa tu luyện liền không cách nào bực bội, trong đầu tất cả đều là đại ái thần phong tinh tuyết thân ảnh, vung đi không được. Tình này tơ, thật sự là cha tấn A. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, rất là bất đắc dĩ, trong lòng biết nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết tơ tình, hắn là không thể nào tĩnh tâm tu luyện. May mắn có Nhậm Phi Phàm tòa kia hải đăng thủ hộ, hắn tương lai 2 tháng. Chỉ cần chú ý ổn định cảm xúc, liền sẽ không bạo tẩu mất khống chế. Nhưng, Nhậm Phi Phàm hải đăng, cũng nhiều nhất có thể bảo hộ hắn 2 tháng. Trong 2 tháng này, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết tơ tình. Đợi đến sáng sớm hôm sau, Diệp Thần đi theo Phật Tổ, tiến đến Yên Lam Thánh Địa, chuẩn bị bái phỏng thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam. Thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam, nghe nói là đại chúa tể Thương Thiên Bạch Vũ Hồng Nhan Chi Kỷ, tại ban sơ thế giới tuyến. Đại chúa tể muội muội Thương Thiên Lạc Nguyệt, vẫn là vô cùng bệnh trạng bộ dáng, không thể chịu đựng ca ca của mình bên người, có cái hồng nhan chi kỷ, cho nên liền đem thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam giết chết. Bất quá, tại Diệp Thần cứu vớt Thương Thiên Lạc Nguyệt, cải biến thế giới tuyến về sau, thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam cũng không có bị giết, vẫn là êm đẹp tỏa trấn tại Yên Lam Thánh Địa trong, là vô vô thời không cực kỳ nổi tiếng thần tình yêu thiên tôn. Diệp Thần cùng Phật Tổ đi vào Yên Lam Thánh Địa. Đây chính là thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam địa bàn. Chỉ gặp toàn bộ Yên Lam Thánh Địa, tiên khí mờ mịt, hào quang khắp nơi trên đất, nhật nguyệt thanh huy tràn ngập, trong thánh địa là một gốc to lớn tùm đại dong thụ bên trên treo đầy từng khối nhãn hiệu, trên đó viết chút thiên trường địa cửu quyết chí thể không đổi loại hình gửi tư tình ngữ điệu, đều là đám tình nhân treo lên. Yên Lam Thánh Địa, có thể nói là vô vô thời không nổi danh nhất tình lữ thánh địa, mỗi ngày đều có thật nhiều tình lữ tới đây. Tại kia danh xưng thần tình yêu chi thụ đại dong thụ dưới, ký thác lẫn nhau khắc cốt tương tư. Diệp Thần cùng Phật Tổ vì không kinh động người bên ngoài, thu liếm khí tức, tới lặng lẽ đến Yên Lam Thánh Địa. Diệp Thần nhìn thấy thật nhiều tình lữ, tại Thánh Địa dưới cây thần cầu nguyện mong ước, nhìn thấy những này tình lữ yêu thương giả dích bộ dáng, nội tâm của hắn tơ tình lại một trận phát tác, trái tim một trận đau thắt. Phật Tổ vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngươi tơ tình. Không phải ngươi tơ tình, là thiên tổ tơ tình, ngàn vạn không thể xa vào. Diệp Thần nội tâm chấn động, hình như có sở ngộ, trong lòng dày vò thoáng chậm. Phật Tổ đi tới một bên, hướng thần thụ cái khác một người thủ vệ thì thầm vài câu, thủ vệ kia kinh hãi, trừng to mắt, nhìn một chút Phật Tổ cùng Diệp Thần, sợ hãi chớ hình, nói. Nguyên lai là hai vị quý khách tới rồi sao? Làm sao điệu thấp như vậy, cũng không thông truyền một tiếng. Nhanh, mau cùng tiểu nhân đến, thần tình yêu đại nhân đã đang chờ ngươi nhóm. Phật Tổ nói, xin mang đường, nguyên lai hắn vừa mới là nói rõ thân phận. Thủ vệ kia liền vội vàng gật đầu, làm cái mời thủ thế, liền mang theo Diệp Thần cùng Phật Tổ, tiến về thần tình yêu cung.
Thần tình yêu tẩy mộng Yên Lam, liền ở tại thần tình yêu cung bên trong. Cái này thần tình yêu cung, là một mảng lớn dãy cung điện rơi, bên trong có rất nhiều thờ phụng thần tình yêu tín đồ. Tại vô vô thời không, thần tình yêu cung cũng coi là đỉnh cấp thế lực, nhưng nhiều năm đến nay, một mực duy trì trung lập, cũng không khuynh hướng bất kỳ thế lực nào. Diệp Thần cùng Phật Tổ thẳng vào thần tình yêu cung, cung trong gõ tiếng chuông, đội nghi trượng đường hẻm hoan nghênh, đội ngũ một mực kéo dài hướng thần tình yêu cung chủ điện. Diệp Thần Phật Tổ hai người liền tại đội nghi trượng chen chúc dưới, sải bước vào trong chủ điện. Đã thấy trong chủ điện, đang sắp đặt yến hội, thủ tọa vị trí ngồi hai người, một nam một nữ, nữ tử ung dung hoa quý, ngày thường quốc sắc thiên hương, thiên kiều bá mị, trên đầu trang trí lấy thúy trúc ngọc vểnh lên, chính là thần tình yêu tẩy mộng Yên Lam. Tẩy mộng Yên Lam bên cạnh nam tử, một thân bạch bào, khí độ nghiễm nhiên, lại là đại chúa tể thương thiên Bạch Vũ. Hai người ngồi cùng một chỗ, tựa như trên trời thần thánh thân thuộc, quang mang lóa mắt, dậy người không dám nhìn gần. Mà tại hai bên trên yến tiệc, đang ngồi lấy mấy cái tân khách, đúng là thần sắc đẹp, đại từ thụ hoàng, đao phong nữ hoàng, mặc thiên nữ bọn người. Đại chúa tể, thần sắc đẹp, đại từ thụ hoàng, đao phong nữ hoàng, thiên nữ, các ngươi đều ở nơi này. Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới, thế mà có thể tại Yên Lam Thánh Địa trong, gặp qua nhiều như vậy người quen. Phụ thân, người tốt lắm. Đao phong nữ hoàng trên đầu vai, đứng đấy một cái củ cải tinh giống như tiểu yêu vật, chính là trước kia từng theo hầu Diệp Thần đã lâu tiểu cấm yêu củ cải. Lúc trước đại từ thụ hoàng muốn đi bái phỏng thần sắc đẹp, đao phong nữ hoàng tiếp khách, Diệp Thần nhường tiểu cấm yêu cũng đi theo đao phong nữ hoàng tiến đến, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này trùng phùng, thậm chí liền thần sắc đẹp cùng thiên nữ đều tại. Thần sắc đẹp, thiên nữ, đại từ thụ hoàng, đao phong nữ hoàng, còn có thần tình yêu tẩy mộng Yên Lam, đều là nhất lưu đại mỹ nữ, năm vị đại mỹ nữ chung sống một điện, trong đại điện tràn ngập trận trận chỗ tử thanh hương, thấm vào ruột gan, năm vị tuyệt sắc lại là nhân gian khó gặp phong cảnh. Chỉ là Diệp Thần tơ tình quấn thân, trong lòng chỉ có đại ái thần phong tinh tuyết, đối khác nữ tử, liền nhìn không thuận mắt, cho dù tốt tuyệt sắc phong cảnh, cũng không có gì tâm tư thưởng thức. Phụ thân, nghe nói, ngươi bị tơ tình quấn thân. Tiểu cấm yêu thấp thỏm nhìn qua Diệp Thần, nó cũng không cảm kích chữ giải thích thế nào, nhưng cũng cảm thấy Diệp Thần trạng thái rất không thích hợp. Diệp Thần khí tức, toàn thân là táo bạo, con mắt tuyệt không thanh tịnh, khí chất so với trước đây, kia là hoàn toàn khác biệt. Tiểu cấm yêu trong lòng có chút hoảng, luôn cảm giác Diệp Thần sẽ tùy thời mất khống chế bạo tẩu. Diệp Thần nói, là xảy ra chút phiền phức, cho nên hôm nay ta đi cầu được yêu quý thần, là muốn lấy được giải hoặc. Nói ánh mắt liền nhìn về phía tẩy mộng Yên Lam. Đang nhìn tẩy mộng Yên Lam thời điểm, Diệp Thần có loại nhàn nhạt cảm giác thân thiết, tẩy mộng Yên Lam là thiên nhược hữu tình đồ khí linh, mà thiên nhược hữu tình đồ liền trên người Diệp Thần, cho nên hai người tuy là mới gặp, nhưng đều đối lẫn nhau có quen thuộc hảo cảm. Tẩy mộng Yên Lam trên dưới dò xét Diệp Thần một chút, lại nhìn một chút Phật Tổ, nói khẽ, luân hồi chi chủ, Phật Tổ, các ngươi trước hết mời ngồi. Diệp Thần gật gật đầu, liền cùng Phật Tổ ở một bên chỗ trống ngồi xuống. Đại chúa tể ánh mắt cũng nhìn về phía Diệp Thần, lại nhíu mày, nói, luân hồi chi chủ, ngươi đã gặp vị kia rồi. Diệp Thần tâm tư nhạy bén, biết đại chúa tể nói tới vị kia kỳ thật liền là nhân tổ Nam Hoa lão quân, hắn liền gật đầu nói, thấy qua. Đại chúa tể nói, ta cũng nhận được vị kia báo mộng, ai, ta nghĩ không ra, thiên đạo chi tranh, càng như thế phức tạp, ta đã vào cuộc, đã không thể bước ra, ngươi không nghĩ liên lụy tiến đến, nhưng này vị ủy thác, ngươi cũng không nên quên. Diệp Thần cười cười, duỗi ra ba ngón tay, nói, ta biết, ba bộ đỉnh cấp thiên đế cường giả thi hài, ta sẽ cho các ngươi. Đại chúa tể nói, vậy là tốt rồi, ta hôm nay đến thần tình yêu cung, một là cùng Yên Lam muội muội tự ôn chuyện, hai là nghe nói ngươi cũng tới, cho nên muốn hỏi một chút ngươi. Đã ngươi còn nhớ rõ vị kia ủy thác, ta an tâm. Diệp Thần gật đầu, tẩy mộng Yên Lam, thần sắc đẹp, thiên nữ bọn người, đều nghe không hiểu đại chúa tể cùng Diệp Thần, không biết hai người có cái gì mưu đồ, nhưng các nàng đều là người thông minh, cũng không ngắt lời lắm miệng. Tẩy mộng Yên Lam nhìn về phía đại chúa tể, nói, Bạch Vũ đại ca, luân hồi chi chủ bây giờ chịu tơ tình vây khốn, không biết kiếm của ngươi có thể hay không chặt đứt hắn tơ tình. Đại chúa tể nhíu mày trầm ngâm một chút, còn ngươi mang theo điểm tinh mang, liếc nhìn Diệp Thần toàn thân, sau đó liền lắc lắc đầu nói, không được, chém không đứt, kia là thiên tổ tơ tình, cảm xúc quá mức nồng đậm thâm hậu, ta cũng chém không đứt.
Tẩy Mộng Yên Lam thở dài, thật sao? Liền ngươi cũng chém không đứt, vậy nhưng thật sự là khó giải quyết. Đại chúa tể đứng dậy khom người, nói, xen cho phép ta cáo từ trước, đạo tông còn có việc vụ phải xử lý, đến mức luân hồi chi chủ tơ tình, Yên Lam muội muội, ta nghĩ ngươi hẳn là có biện pháp. Tẩy Mộng Yên Lam mang theo mỉm cười thản nhiên, nói, tốt, người tới, đưa Bạch Vũ đại ca rời đi. Liền có hai người thị nữ tới, cung tiễn đại chúa tể rời đi. Đại chúa tể hướng thần sắc đẹp, Diệp thần, Phật tổ bọn người, từng cái từ tạ về sau, liền quay người rời đi thần tình yêu cung. Tẩy Mộng Yên Lam lại nói, thần sắc đẹp thiên tôn, Phật tổ, xin các ngươi ở đây chờ một chút, ta muốn nhìn luân hồi chi chủ tình huống. Luân hồi chi chủ, người cùng ta đi vào phòng, nói liền đứng dậy, hướng nội thất đi đến. Diệp thần trong lòng hơi động, suy nghĩ, chẳng lẽ thần tình yêu thật có hóa giải tơ tình chi pháp. Hắn hướng Phật tổ, thần sắc đẹp chờ chắp tay, liền rời đi chỗ ngồi, đi theo Tẩy Mộng Yên Lam đi vào. Tẩy Mộng Yên Lam chỗ ngồi phía sau là một mảnh bình phong, sau tấm bình phong có đạo cửa nhỏ, thông hướng nội thất. Hai người vào nội thất về sau, Tẩy Mộng Yên Lam liền khóa ngược lại môn, ánh mắt tụ vào trên người Diệp thần, nói khẽ, tay ngươi vươn ra. Diệp thần liền đưa tay vươn đi ra. Tẩy Mộng Yên Lam dò xét lấy mạch đập của hắn, lông mày rất nhanh liền nhíu chặt, nói, cái này tơ tình, đã quấn tâm nhập phổi, xử lý không tốt ha. Diệp thần nói, thần tình yêu tiền bối, xin ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Tẩy Mộng Yên Lam nói, ngươi đã cứu tính mạng của ta, ta tự nhiên không thể nhìn ngươi sa đọa. Diệp thần nói, ta lúc nào đã cứu tính mệnh của ngươi. Tẩy Mộng Yên Lam dịu dàng cười một tiếng, nói, ngươi quên, tại thế giới cốt tuyến bên trong, ta đã bị lạc thần giết chết, là ngươi cải biến thế giới tuyến, mới tránh khỏi ta bi kịch. Diệp thần khẽ giật mình, nói, nguyên lai ngươi cũng biết, ai, xem ra ta cải biến thế giới tuyến, vết tích cũng quá mức rõ ràng, kỹ nghệ không tinh a. Bất quá ta lúc trước chỉ muốn cứu vớt Thương Thiên Lạc Nguyệt, cũng không có nghĩ quá nhiều. Tẩy Mộng Yên Lam mắt mang ý cười, tiếng nói mười phần ôn nhu cùng cảm kích, nói, bất kể như thế nào, mệnh của ta, chung quy là ngươi cứu, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ngươi tự tình chi khốn, ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp hóa giải. Diệp thần vội hỏi, ngươi có biện pháp nào? Tẩy Mộng Yên Lam suy nghĩ một chút, nói, ngày đó nếu có tình đồ, ngươi mang ở trên người sao? Diệp thần nói, ở chỗ này, liền đem thiên nhược hữu tình đồ lấy ra. Tẩy Mộng Yên Lam vui mừng, nói, kia rất tốt, ngươi cùng ta tiến bể tình một chuyến đi. Nàng tiếp nhận thiên nhược hữu tình đồ, phi thường thuần thục đem đồ quyển triển khai, linh khí thôi động, bể tình mờ mịt sương mù liền tràn ngập mà lên. Diệp thần nói, đi, bể tình. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, ngươi đi theo ta đi. Nàng cũng không đợi Diệp thần đáp ứng, liền nắm lấy Diệp thần tay, thân thể nhoáng một cái, hai người hóa thành lưu quang, tiến vào thiên nhược hữu tình đồ thế giới bên trong. Bể tình lặng lặng chảy xuôi, thanh tịnh nước sông phía trên tràn ngập mờ mịt sương mù, như mộng như ảo. Diệp thần nhìn xem đầu này bể tinh thần liền có chút hoảng hốt, tơ tình ẩn ẩn phát tác, trong đầu tất cả đều là phong tinh tuyết thân ảnh. Chúng ta đi vào. Tẩy Mộng Yên Lam lôi kéo Diệp thần tay, không nói lời gì, liền nhảy vào bể tình bên trong. Thần tình yêu tiền bối, ngươi muốn làm gì? Diệp thần hỏi. Tẩy Mộng Yên Lam nói, ta thay ngươi hóa giải tơ tình, ngươi nhắm mắt lại. Diệp thần nói, cái gì? Tẩy Mộng Yên Lam nói, ngươi một mực nhắm mắt lại, không có ta mệnh lệnh, cũng không cần mở ra, cho ta nửa canh giờ, ta có lẽ có thể thay ngươi hóa giải mất tơ tình khốn khó. Diệp thần trong lòng hơi động, tình này tơ quấn thân, thực sự nhường hắn khổ không thể tả, nếu là Tẩy Mộng Yên Lam có thể tại trong vòng nửa canh giờ hóa giải, kia thật là không thể tốt hơn. Được. Diệp thần liền theo lời nhắm mắt lại, hắn kỳ thật đã mơ hồ đoán đến, Tẩy Mộng Yên Lam muốn làm những gì. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Diệp thần liền cảm thấy, Tẩy Mộng Yên Lam kia nhỏ bé yếu đuối thân thể, dán vào trên người mình, nàng một đôi ngọc thủ, đến hiểu hắn quần áo. Tâm hắn không hiểu bực bội, bởi vì tại tơ tình bối rối dưới, trong lòng của hắn chỉ có đại ái thần phong tinh tuyết một người, những nữ nhân khác tới gần hắn, hắn liền vô cùng phiền chán. Nhưng, vì hóa giải tơ tình nỗi khổ, Diệp thần vẫn là nhẫn nại lấy, không có loạn động. Lại một lát sau, Diệp thần cảm thấy bờ môi một trận ướt át, biết là Tẩy Mộng Yên Lam đến hôn chính mình. Tâm hắn càng là phiền muộn, nhịn không được liền mở to mắt, nhìn thấy Tẩy Mộng Yên Lam kia tuyệt mỹ thanh thuần gương mặt, gần trong gang tấc,
nhưng hắn trong lòng lại là vô cùng phiền chán. Hắn liền muốn đem Tẩy Mộng Yên Lam đẩy ra, Tẩy Mộng Yên Lam nắm lấy tay của hắn, nói, ta đều nói, không muốn mở to mắt, nhanh nhắm lại. Ngươi nếu muốn hóa giải tơ tình, liền đem ta tưởng tượng thành đại ái thần bộ dáng. Ta lấy nhục thân thay ngươi bố thí giải chú, có thể giải khốn, đây chính là ta tấm thân xử nữ đâu. Diệp Thần nội tâm chấn động, không nghĩ tới Tẩy Mộng Yên Lam, thế mà nguyện ý nỗ lực hy sinh lớn như vậy, tác dụng tử chi thân, đến thay hắn bố thí giải chú. Hắn liền nhắm mắt lại, trong đầu chỉ muốn đại ái thần phong tinh tuyết bộ dáng, đem Tẩy Mộng Yên Lam xem như là phong tinh tuyết, trong lòng phiền chán quả nhiên giảm bớt, cả người cũng biến thành nhẹ nhàng. Sau nửa canh giờ, bể tình bên trong kề sát hai thân ảnh, chậm rãi tách ra. Tẩy Mộng Yên Lam biểu lộ, vô cùng kinh ngạc, ngơ ngác đánh giá Diệp Thần. Bởi vì nàng phát hiện, coi như nàng dùng nhục thân giải chú, Diệp Thần trên người tơ tình khốn khó, tựa hồ cũng không có bao nhiêu yếu bớt. Thế nào, Tẩy Mộng Yên Lam có chút không cam lòng hỏi. Diệp Thần nhíu nhíu mày, vừa mới nửa canh giờ, hắn cùng Tẩy Mộng Yên Lam cực điểm quấn quýt si mê, thật giống như là một giấc chiêm bao, trong mộng là vô cùng sảng khoái, nhưng giờ phút này tỉnh mộng, hắn chỉ cảm thấy vô tận trống giống cùng phiền ác, nhẹ nhàng thán thở dài nói. Ngươi không phải nàng. Tẩy Mộng Yên Lam đại chấn, lẩm bẩm nói, quả nhiên không được sao. Ngươi tự tình, thế mà nghiêm trọng đến tình trạng này, ngay cả ta cái này thần tình yêu, tự mình dùng nhục thân giải chú, cũng không thể hóa giải. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, không phải ta tơ tình, là thiên tổ tơ tình. Tẩy Mộng Yên Lam trầm mặc, một lúc lâu sau thở dài nói, đúng vậy a, là ta nông cạn, thế mà muốn dựa vào chính mình nhục thân điểm ấy lực lượng, đi dung chuyển thiên tổ tơ tình, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Diệp Thần cũng rất là ảo não, nói, thần tình yêu tiền bối, vậy làm sao bây giờ? Còn có, người bởi vì ta phá thân, ta rất thật có lỗi. Tẩy Mộng Yên Lam nở nụ cười xinh đẹp, nói, không có việc gì, người dù sao đã cứu ta nhất mệnh, ta lấy thân báo đáp, mọi người tính hòa nhau nha. Dừng một chút, lại nói ra, bất quá, người tự tình, nghiêm trọng đến tình trạng này, là ta không có nghĩ tới, xem ra chỉ có thể dùng luân hồi lực lượng đi siêu độ. Diệp Thần nói, siêu độ, luân hồi lực lượng, lời này giải thích thế nào, tình này tơ chi phiền phức, ta đã vô pháp một mình xử lý. Thiên tổ đầu này tơ tình, quá mức kinh dị, Diệp Thần toàn bộ luân hồi trận doanh trên dưới, thúc thủ vô sách, hắn chính mình không có cách, cho nên mới đi cầu Tẩy Mộng Yên Lam. Không nghĩ tới, hiện tại liền Tẩy Mộng Yên Lam cũng không có cách, thậm chí dùng nhục thân giải chú đều không được. Tẩy Mộng Yên Lam nói, luân hồi chi chủ, người cũng đã biết ma ngục mệnh tinh truyền thuyết. Diệp Thần khẽ giật mình, không nghĩ tới Tẩy Mộng Yên Lam sẽ hỏi vấn đề này, hắn nói ra, ma ngục mệnh tinh, thập phần thần bí, trước mắt ta còn không có thức tỉnh, tường tận nhân quả ta cũng không biết, nhưng một chút nghe đồn nên cũng biết. Truyền thuyết, ma ngục mệnh tinh là dùng diêm ma tử thần thi thể chế tạo, bản thân mang theo tử vong lực lượng, phi thường khủng bố, lúc trước thiên tổ thậm chí dùng ma ngục mệnh tinh linh khí, tại vô vô thời không chế tạo ra một cái luân hồi địa ngục. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy. Nhưng có chút bí mật, người hẳn còn chưa biết. Diệp Thần nói, ồ. Tẩy Mộng Yên Lam nói, chính như người thần giáp mệnh tinh, có tứ tượng huyền bí, cái này ma ngục mệnh tinh, cũng có tứ đại pháp tắc, chính là câu, khóa, hình, độ bốn chữ. Diệp Thần nói, câu, khóa, hình, độ. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, cái này tứ đại pháp tắc, đều là thiên tổ quyết định quy củ không thành phương viên, đặc biệt là địa ngục loại này kinh khủng địa phương. Càng cần hơn nghiêm cẩn trật tự. Câu, khóa, hình, độ, chính là thiên tổ thành lập bốn bộ trật tự. Hắn năm đó chiêu mộ vô số cường giả, xung làm quỷ sai, đi thay hắn chấp hành bộ này trật tự. Mỗi khi vô vô thời không, có người chết đi, quỷ sai nhóm liền xuất động, đem người sau khi chết linh hồn, bắt đến trong địa ngục, sau đó khóa. Khóa về sau, liền là thẩm vấn, có tội người ra hình tra tấn, vô tội người có thể nhảy qua hình phạt. Trực tiếp đạt được siêu độ, thậm chí thăng lên thiên quốc. Mà có tội người, liền không thể siêu độ, muốn một lần nữa đầu nhập luân hồi, nhập xúc sinh đạo cũng tốt, tu la đạo cũng tốt, ngạ quỷ đạo cũng tốt, tóm lại phải tiếp nhận trừng phạt. Có chút tội ác cái lớn, thậm chí liên nhập xúc sinh đạo tư cách đều không có, chỉ có thể tiếp tục cho hắn ra hình tra tấn, núi đao biển lửa, khăng khít cối xay, hố phân vũng bùn, liệt hỏa đốt người, trong địa ngục có là cực hình. Cái này chính là địa ngục trật tự, câu, khóa, hình,
độ, bắt, vây nhốt, hình phạt, siêu độ, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, đây là thiên tổ muốn thành lập thế giới, cũng là hắn trong lòng hoàn mỹ thế giới. Diệp Thần lâm vào trầm tư, nói, câu khóa hình độ. Nguyên lai đây chính là địa ngục trật tự sao? Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, ở trong mắt thiên tổ, lòng người là phức tạp, mang theo đủ loại dục vọng, chỉ cần lòng người còn có dục vọng tồn tại, mặc kệ thành lập loại ngày nào nói, người và người giết chóc tranh đấu, đều không thể tránh né. Đã không cách nào tránh khỏi, vậy chỉ dùng chế độ đi ước thúc, cho nên thiên tổ muốn thành lập địa ngục, trấn nhiếp thế nhân, hắn muốn để tất cả mọi người biết, người tốt sau khi chết có thể đi thiên quốc, người xấu liền muốn xuống địa ngục. Địa ngục từ ma ngục mệnh tinh kiến tạo, thiên quốc liền là luân hồi thiên nước, từ luân hồi thất tinh một viên cuối cùng thiên đế mệnh tinh chiếu rọi, vĩnh hưởng cực lạc quang minh. Diệp Thần nói, địa ngục, thiên quốc, ân, những này khái niệm, ta trước kia cũng nghe qua một chút, nhưng cùng tình của ta tơ có quan hệ gì? Hiện tại Diệp Thần chỉ muốn nhanh lên hóa giải tơ tình, thoát khỏi cỗ này vô tận khốn khó cùng thống khổ, đến mức cái gì thành lập hoàn mỹ thế giới, thiên quốc cùng địa ngục các loại khái niệm, hắn thực sự không tâm tư đi để ý tới. Tẩy Mộng Yên Lam nói, câu khóa hình độ tứ đại pháp tắc bên trong, độ chi pháp tắc huyền diệu nhất, có thể hóa giải lòng người hết thảy thống khổ, khiến người đạt được mỹ diệu siêu thoát, thậm chí thăng lên thiên quốc. Nếu người có thể chấp trưởng độ chi pháp tắc, kia hóa giải tơ tình, siêu độ tự thân, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nhưng chợt lại ảm đạm xuống, nói, độ chi pháp tắc, cái kia chính là muốn ta thức tỉnh ma ngục mệnh tinh về sau, mới có thể chấp trưởng a. Diệp Thần mới vừa vặn bù đắp thần giáp mệnh tinh, muốn trong khoảng thời gian ngắn thức tỉnh ma ngục mệnh tinh, lại thế nào khả năng? Ma ngục mệnh tinh quá thần bí, Diệp Thần biết cũng không nhiều, thậm chí có thể nói không có nắm giữ dù là một chút xíu manh mối. Tẩy Mộng Yên Lam nói, muốn chấp trưởng độ chi pháp tắc, vậy cũng không cần hoàn toàn thức tỉnh ma ngục mệnh tinh. Từ thiên tổ năm đó ẩn độn về sau, ma ngục mệnh tinh băng cách thành bốn khối mảnh vỡ, chính là câu chi mảnh vỡ, khóa chi mảnh vỡ, hình chi mảnh vỡ, độ chi mảnh vỡ, người nếu có thể đạt được độ chi mảnh vỡ, liền có thể chấp trưởng nhất vô thượng siêu độ pháp tắc. Đến mức hoàn toàn thắp sáng ma ngục mệnh tinh, khó, khó, khó. Lấy thực lực ngươi bây giờ cùng tu vi, gần như không có khả năng. Mà lại coi như khả năng, ta cũng không đề cử ngươi thắp sáng. Diệp Thần nói, vì sao? Tẩy Mộng Yên Lam nói, bởi vì ma ngục mệnh tinh, là Diêm Ma Tử Thần thi thể chế tạo, ngôi sao này sát khí quá kinh khủng, thế gian chỉ sợ chỉ có thiên tổ có thể hoàn mỹ trưởng khống, ta không cảm thấy ngươi có trưởng khống tư cách. Ngươi nếu là đốt sáng lên ma ngục mệnh tinh, chỉ sợ cả người đều bị rơi vào trong địa ngục, không được siêu thoát. Thiên Nam Tu ngươi biết a, đã từng danh xưng thiên hạ đệ nhất sát, hắn là thiên tổ thành lập luân hồi địa ngục thủ ngục người, hắn chấn thủ luân hồi địa ngục. Kết quả không bao lâu liền rơi vào địa ngục ma âm, chịu đủ sát khí quấn thân nỗi khổ. Thiên tổ năm đó tìm không thấy thích hợp thủ ngục người, cái này luân hồi địa ngục thành lập về sau, chỉ duy trì không đến bách thế kỷ nguyên thời gian, liền triệt để sụp đổ. Diệp Thần nhướng mày, lẩm bẩm nói, cái này ma ngục mệnh tinh, nguyên lai lại khủng bố như vậy sao? Hắn lại lắc đầu, thôi, không nói trước cái này, thắp sáng ma ngục mệnh tinh, với ta mà nói, vẫn có chút xa xôi. Thần tình yêu tiền bối, ngươi lại nói cho ta muốn thế nào mới có thể triệt để hóa giải tơ tình. Đi tìm độ chi mảnh vỡ sao? Diệp Thần đại khái có chút mặt mày, đang nghe Tẩy Mộng Yên Lam nói tới đủ loại ma ngục mệnh tinh bí mật về sau, hắn cũng ẩn ẩn bắt được thiên cơ, kia độ chi mảnh vỡ, đích thật là có vô thượng siêu độ vĩ lực, nếu như có thể đạt được, hắn muốn siêu độ tự thân khốn khó, hóa giải tơ tình, cũng không phải là việc khó gì. Tẩy Mộng Yên Lam nói, ma ngục mệnh tinh bốn khối mảnh vỡ, tại năm đó luân hồi địa ngục sụp đổ về sau, cũng đã toàn bộ thất lạc, nhưng cái này bốn khối mảnh vỡ, ban sơ đều là có đảm bảo người. Diệp Thần nói, đảm bảo người. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, kia bốn vị đảm bảo người, bọn hắn chính là bầy quỷ kém đại đô thống, năm đó luân hồi địa ngục sụp đổ về sau, bọn hắn đảm bảo mảnh vỡ, mặc dù đã toàn bộ thất lạc, nhưng bọn hắn tự thân pháp lực, còn giữ rất nhiều. Độ chi mảnh vỡ người trưởng quản, năm đó tứ đại quỷ sai đại đô thống một trong, nàng bây giờ người ngay tại Lăng Tiêu Uyên, tên gọi Nếu Tường Vi, nếu là nàng chịu ra tay siêu độ, có lẽ có thể hóa giải ngươi tơ tình nỗi khổ. Diệp Thần nói, Nếu Tường Vi, vị này quỷ sai thủ lĩnh, là vị nữ tử. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, ta cùng vị kia Tường Vi cô nương có chút giao tình, năm đó nàng đương quỷ sai thủ lĩnh,
lây dính vô số huyết tinh giết chóc cùng oán khí, tích lũy cố tình ma, cũng thiếu chút muốn rơi vào ma âm, là ta lấy thần tình yêu chi tâm, hóa giải nàng ma chướng. Diệp thần nói, nàng chấp trưởng độ chi pháp tắc, còn cần ngươi siêu độ sao? Tẩy Mộng Yên Lam nói, độ người người, không từ độ A. Nàng có thể siêu độ sự thống khổ của người khác, nỗi thống khổ của mình liền không cách nào hóa giải. Diệp thần gật đầu nói, minh bạch. Tẩy Mộng Yên Lam nói, bất quá nàng cuối cùng, vẫn là có tâm ma. Diệp thần nói, cái gì? Tẩy Mộng Yên Lam thở dài, luân hồi địa ngục sụp đổ, nàng đảm bảo độ chi mảnh vỡ mất đi, nàng 10 phần tự trách, cảm thấy thẹn với thiên tổ, muốn lấy cái chết tạ tội. Mặc dù thiên tổ không có trách cứ nàng, nhưng nàng vẫn là thật cảm thấy hổ thẹn, chỉ cầu chết một lần tha tội. Thiên tổ không đành lòng giết nàng, nhưng gặp nàng một lòng muốn chết, liền lưu lại một cái tiên đoán. Thiên tổ nói, Lăng Tiêu Uyên cuối cùng cũng có một ngày, sẽ triệt để sụp đổ, thế giới kia người, đều sẽ rơi vào vực sâu vô tận bên trong chết đi. Thiên tổ nói, Tường Vi, nếu như ngươi muốn lấy chết tha tội, vậy thì chờ Lăng Tiêu Uyên sụp đổ đi, chờ ta đắm chìm tiên đoán ứng nghiệm, ngươi liền có thể chết rồi. Nếu như tiên đoán không có thực hiện, hoặc là bị những người khác kết thúc, ngươi liền muốn sống sót. Tường Vi đáp ứng, thế là nàng vẫn lưu tại Lăng Tiêu Uyên chờ đợi thiên tổ cái nào đắm chìm tiên đoán ứng nghiệm. Diệp thần nói, Lăng Tiêu Uyên, đây là thiên tổ sáng tạo 7 cái thế giới một trong A. Hắn còn nhớ rõ, Lăng Tiêu Uyên, chính là thiên tổ thất giới một trong. Thiên tổ năm đó sáng tạo 7 cái thế giới, Kiếm Bắc giới, Nam Châu Thiên, Sáng Đạo Nhai, hắn đều đã đi qua, nhưng Lăng Tiêu Uyên còn chưa có đi qua. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, Tường Vi ngay tại Lăng Tiêu Uyên bên trong, nàng nếu là chịu ra tay, bố trí xuống vô thượng siêu độ vĩ lực, người tơ tỉnh có lẽ liền có thể hóa giải. Chỉ là, từ khi Tường Vi bị mất độ chi mảnh vỡ, nàng áy náy phía dưới, chỉ muốn một lòng muốn chết, tính cách của nàng đã trở nên 10 phần âm trầm bi thương, người muốn mời nàng xuất thủ, sợ là muôn vàn khó khăn. Diệp thần cau mày nói, mất đi ma ngục mệnh tinh mảnh vỡ, sai lầm hoàn toàn chính xác không nhỏ, nhưng thiên tổ đều nói không ngại, nàng vì sao còn như thế canh cánh trong lòng. Tẩy Mộng Yên Lam nói, không chỉ đơn giản như vậy, Tường Vi kỳ thật còn có 2 cái muội muội, là nàng thu dưỡng, cũng là trợ thủ của nàng, giúp nàng cùng một chỗ đảm bảo độ chi mảnh vỡ. Nhưng, nàng 2 cái muội muội, đều phản bội nàng, đem độ chi mảnh vỡ trộm đi, giao cho cửu gia, trực tiếp hại chết rất nhiều quỷ sai. Nàng tự biết nghiệp chướng nặng nề, cho nên chỉ cầu chết một lần tha tội. Diệp thần giờ mới hiểu được tới, gật đầu nói, thì ra là thế. Tẩy Mộng Yên Lam nói, ai, ngươi tự tình, ta là hóa giải không được nữa, nhục thân giải chú đều vô dụng, bây giờ chỉ có thể cầu Tường Vi xuất thủ. Nhưng nàng có chịu ra tay hay không giúp ngươi, ta không xác định, ân, ngươi có thể mang bức họa này đi gặp nàng, báo tên của ta, chỉ hy vọng nàng nhớ tình cũ, nhìn ta trên mặt mũi, có thể giúp ngươi một lần. Nói, Tẩy Mộng Yên Lam lấy ra một bức họa, giao ra Diệp Thần. Diệp Thần triển khai xem xét, đã thấy đây là một bức mỹ nhân đi tắm đồ, họa bên trong có 2 cái trần như nhộng đại mỹ nữ, đang lẫn nhau kề sát ôm nhau, hình tượng 10 phần kiều diễm, một người trong đó chính là Tẩy Mộng Yên Lam, một người khác nghĩ đến liền là Như Tường Vi, ngày thường vô cùng kiều diễm. Họa bên trong 2 vị đại mỹ nhân, lại là mặt mày đưa tình bộ dáng, để cho người ta nhìn xem quả thực có chút đỏ mặt. Diệp Thần ngẩn ngơ, không nghĩ tới Tẩy Mộng Yên Lam giao cho hắn họa, cư nhiên như thế hoạt sắc sinh hương. Ngươi năm đó thay cái này nhược sắc phi, hóa giải tâm ma, cũng là nhục thân giải chú A. Diệp Thần nhìn xem Tẩy Mộng Yên Lam, có chút lúng túng hỏi. Tẩy Mộng Yên Lam mỉm cười, ngược lại là 10 phần tự nhiên hào phóng, nói, đúng vậy, ngươi không ngại A. Diệp Thần cười khổ lắc lắc đầu nói, ta làm sao lại để ý, ngươi cũng không phải ta ai. Tẩy Mộng Yên Lam cười cười nói, luân hồi chi chủ, lời này của ngươi coi như có chút bạc tình bạc nghĩa. Diệp thần bất đắc dĩ, nói, tốt a, thần tình yêu tiền bối, là lỗi của ta. Tẩy Mộng Yên Lam cách cách yêu kiều cười một chút, nói, được rồi, không nói đùa, dù sao ngươi tơ tình, quả thực là có thể muốn mạng, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Ta cho ngươi biết Lăng Tiêu Uyên tọa độ, ngươi qua bên kia thử thời vận, nếu như thực sự không được, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Diệp thần nói, tốt. Lăng Tiêu Uyên tọa độ, kỳ thật Diệp thần cũng có thể chính mình suy tính ra, dù sao hắn đã đi qua Kiếm Bắc giới, Nam Châu Thiên, Sáng Đạo Nhai 3 cái thế giới, manh mối đầy đủ,
muốn tính toán cũng không khó, bất quá cần thời gian. Có thể từ Tẩy Mộng Yên Lam trong miệng, trực tiếp biết tọa độ, vậy dĩ nhiên là thuận tiện rất nhiều. Lập tức, Tẩy Mộng Yên Lam liền đem Lăng Tiêu Uyên tọa độ cụ thể, cáo chi Diệp Thần, lại nói. Ngươi nhất định phải cẩn thận, Lăng Tiêu Uyên là một cái vô cùng nguy hiểm thế giới, thiên tổ năm đó cái nào đắm chìm tiên đoán, đã càng lúc càng nhanh ứng nghiệm. Ban sơ Lăng Tiêu Uyên, kỳ thật liền là luân hồi địa ngục sở tại địa. Diệp Thần nói, cái gì? Tẩy Mộng Yên Lam nói, Lăng Tiêu Uyên ban sơ không gọi Lăng Tiêu Uyên, chỗ kia liền là luân hồi địa ngục chỗ, về sau bị Hắc Ám huynh đệ hội công phá, địa ngục sụp đổ hủy diệt, hóa thành vực sâu, mới thành hôm nay Lăng Tiêu Uyên. Diệp Thần có chút ngạc nhiên, Hắc Ám huynh đệ hội. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, Hắc Ám huynh đệ hội là thiên tổ vị kia cửu gia thành lập thế lực, thiên tổ cho tới nay đều có một vị cửu gia khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Vị kia cửu gia, thân phận phi thường thần bí, lâu dài che mặt, thiên tổ không biết thân phận, không biết là vị nào trụ thần. Hắn chỉ biết là, vị kia cửu gia tự xưng gọi Hắc Ám nữ thần, nàng sáng lập Hắc Ám huynh đệ hội, trong hội đệ tử đều gọi nàng, phụ thân. Diệp Thần nói, phụ thân. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, có chút kỳ quái đúng không? Kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì Hắc Ám huynh đệ hội bên trong đệ tử, đều là Hắc Ám nữ thần từ nhỏ thu dưỡng cô nhi. Đều là nàng dốc lòng nuôi lớn hài tử, mỗi cái đệ tử cùng với nàng đều giống như người nhà đồng dạng, loại quan hệ này là đồng dạng thế lực không từng có. Có thể khẳng định, Hắc Ám nữ thần liền là trụ thần, nhưng 72 trụ thần, không có người nào danh hào gọi Hắc Ám nữ thần, cái này hiển nhiên là một cái ngụy trang danh hiệu. Kia Hắc Ám nữ thần chân thực thân phận, liền thiên tổ cũng không biết chính mình lúc nào đắc tội nàng. Tóm lại, vị kia Hắc Ám nữ thần liền là khắp nơi muốn cùng thiên tổ đối nghịch, thậm chí hận không thể giết thiên tổ năm đó trọng thương rơi xuống đến vô vô thời không, liền là bị vị kia Hắc Ám nữ thần đả thương. Diệp Thần nói, có thể trọng thương thiên tổ, vị kia Hắc Ám nữ thần thực lực, chỉ sợ cũng là phi thường cường đại a. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đương nhiên, Hắc Ám nữ thần thực lực, vô cho hoài nghi. Tại trọng thương rơi xuống về sau, kia Hắc Ám nữ thần còn không chịu thu tay lại, tiếp tục đuổi sát thiên tổ. Chỉ là tại thiên đạo quy tắc hạn chế dưới, nàng bất tiện tự mình xuất thủ, cho nên nàng sáng lập Hắc Ám huynh đệ hội, trong hội đệ tử đều là nàng người đại diện, tuân theo ý chí của nàng, tại vô vô thời không hoạt động. Thiên tổ vì tránh né Hắc Ám nữ thần truy sát, kiến tạo thiên tổ thất giới, hắn không ngừng tại thất giới bên trong xuyên thẳng qua, mỗi ngày nơi ở cũng khác nhau, dùng cái này mê hoặc Hắc Ám nữ thần tầm mắt. Nhưng thiên tổ thủ hạ, lại xuất hiện phản đồ, bán hành tung của hắn. Kia phản đồ chính là Nhược Sắc Phi hai cái muội muội, các nàng đã âm thầm gia nhập Hắc Ám huynh đệ hội, tại thiên tổ ở tại luân hồi địa ngục thời điểm, các nàng lập tức mật báo. Ngày đó, Hắc Ám huynh đệ hội dốc toàn bộ lực lượng, luân hồi địa ngục thủ ngục người thiên nam tu sớm đã ác đọa, toàn bộ địa ngục không người chấn thủ, chỉ có phổ thông quỷ sai cùng bốn vị đại đô thống, căn bản không phải Hắc Ám huynh đệ hội đối thủ. Trận chiến kia, luân hồi địa ngục sụp đổ, sở tại địa hóa thành vực sâu. Câu khóa hình độ bốn khối mảnh vỡ, toàn bộ thất lạc. Trận chiến kia bộc phát thời điểm, thiên tổ cũng nghĩ vận dụng một ít thủ đoạn trấn áp, nhưng Hắc Ám nữ thần cũng ở sau lưng dòm ngó, thiên tổ không cách nào nhúng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình vất vả kiến tạo địa ngục, hướng đi sụp đổ cùng hủy diệt. Địa ngục sụp đổ, thiên tổ đạo tâm bị hao tổn nghiêm trọng, vị kia Hắc Ám nữ thần tựa hồ rất hài lòng, liền rời đi, nàng cũng biết, muốn sát thiên tổ, không thể một lần là xong. Chỉ cần chậm chậm mưu toan, hôm nay nàng có thể để cho thiên tổ đạo tâm bị hao tổn, ngày mai liền có chân chính đánh giết cơ hội. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, nói, thiên tổ cuối cùng không có bị giết chết à. Tẩy Mộng Yên Lam lắc lắc đầu nói, không có, thiên tổ đạo tâm bị hao tổn về sau, liền tự chém tự tình, dọn sạch đạo tâm tất cả ma chướng, thực lực rất nhanh liền khôi phục, chỉ là ta không nghĩ tới, năm đó hắn chém xuống tự tình, bây giờ thế mà quấn quanh đến trên người ngươi. Diệp Thần cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, tạo hóa trêu ngươi. Tẩy Mộng Yên Lam thở dài một tiếng, nói tiếp, ngươi muốn giải quyết tơ tình, chỉ có mời Nhược Sắc Phi xuất thủ, năm đó luân hồi địa ngục sụp đổ, hóa thành Lăng Tiêu Uyên về sau, nàng vẫn luôn không hề rời đi. Bốn vị đại đô thống, cũng chỉ có nàng còn để lại, cái khác ba vị đều rời đi. Loại trừ nàng bên ngoài, còn có một số trung tâm quỷ sai, quyết ý cùng luân hồi địa ngục cùng tồn vong. Đã luân hồi địa ngục sụp đổ, thiên tổ mộng tưởng kiến tạo trật tự hủy diệt,
bọn hắn cũng quyết định lấy cái chết Tuấn Đạo. Diệp Thần lẩm bẩm nói, lấy cái chết Tuấn Đạo sao? Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, Thiên Tổ nhiều phiên thuyết phục, nhưng này chút Tuấn Đạo người, cũng không chịu rời đi, rơi vào đường cùng, Thiên Tổ liền bày ra một đạo Ngọc Hoàng Kính. Ngọc Hoàng Kính bao trùm tại trên vực sâu, chỉ cần Ngọc Hoàng Kính không toái, Tuấn Đạo đám người liền sẽ không rơi vào vực sâu, nhưng Ngọc Hoàng Kính sớm muộn có một ngày, cũng là muốn toái, cho nên Thiên Tổ liền lưu lại một cái đắm chìm tiên đoán. Năm đó Thiên Tổ là nói như vậy, đương Ngọc Hoàng Kính có một ngày nghiền nát, các ngươi liền có thể rơi vào vực sâu, hoàn thành Tuấn Đạo tâm nguyện, nhưng ở ngày đó đến trước, đáp ứng ta, hảo hảo sống sót, ta cuối cùng rồi sẽ trở về, luân hồi địa ngục cũng cuối cùng rồi sẽ trùng kiến, thiện ác có báo, thiên nhân có luân, nguyện vọng của chúng ta sẽ không dập tắt. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, nghĩ tới năm đó Thiên Tổ cùng Tuấn Đạo người luận đạo hình tượng, cũng là sinh ra một cỗ thổn thức cảm giác, nói, Thiên Tổ thật sự là trọng tình trọng nghĩa a, dưới tay hắn đệ tử Tuấn Đạo, hắn đều không đành lòng nhìn xem. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, Đại Ái Thần Đại Nhân cũng đã nói, Thiên Tổ là cái người có tình nghĩa. Diệp Thần trong lòng hơi động, hỏi, kia Ngọc Hoàng Kính, chắc hẳn liền là Thiên Tổ lưu lại thánh vật đi. Hắn biết Thiên Tổ thất giới, đều có Thiên Tổ lưu lại thánh vật, Kiếm Bắc giới là Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, Nam Châu Thiên là Pháp Tắc Thần Thạch, Sáng Đạo Nhai là Thú Hoàng Pho Tượng. Cái này Lăng Tiêu Uyên thế giới, Thiên Tổ lưu lại thánh vật, nghĩ đến liền là kia Ngọc Hoàng Kính. Tẩy Mộng Yên Lam lại lắc lắc đầu nói, không phải, Lăng Tiêu Uyên thánh vật, là Ngọc Hoàng Thiên Môn, Ngọc Hoàng Kính chỉ là dùng từ Ngọc Hoàng Thiên Môn chóc xuống một điểm bột phấn chế tạo. Diệp Thần có chút kinh ngạc, nói, Ngọc Hoàng Thiên Môn. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, Thiên Tổ chế tạo thất giới, ban sơ là muốn lấy thất giới là trận nhãn, quay chung quanh thương linh dược giới vận chuyển, hình thành đại trận, bố trí một cái luân hồi đạo thiên môn, chờ luân hồi đạo thiên môn bố thành, tất cả luân hồi trận doanh người, đều có thể thông qua cánh cửa này, trực tiếp tiến về bến bờ vũ trụ, không cần nhọc lòng phi thăng. Chỉ bất quá, như người thấy, cái này luân hồi đạo thiên môn kế hoạch, cuối cùng là phá sản. Cái gọi là Ngọc Hoàng Thiên Môn, kỳ thật liền là luân hồi đạo thiên môn hình thức ban đầu, cánh cửa này bị Thiên Tổ lưu tại Lăng Tiêu Uyên, có thể thông hướng vực sâu. Năm đó luân hồi địa ngục sụp đổ, Thiên Tổ lưu trong địa ngục rất nhiều bảo vật, cũng cùng nhau lọt vào vực sâu, Thiên Tổ sợ Tuấn Đạo đám người không có tài nguyên sinh tồn, liền lưu lại Ngọc Hoàng Thiên Môn, nói chỉ cần thông qua Ngọc Hoàng Thiên Môn, liền có thể tiến về vực sâu, thu hoạch bảo vật của hắn tài nguyên. Diệp Thần kỳ dị nói, tiến về vực sâu, không sợ xảy ra chuyện sao? Tẩy Mộng Yên Lam nói, sẽ không, trực tiếp rớt xuống vực sâu, cùng thông qua Ngọc Hoàng Thiên Môn truyền tống xuống dưới, tình huống là hoàn toàn khác biệt, một cái là hẳn phải chết đắm chìm, một cái khác là có đường lui, có thể dọc theo truyền tống môn trở về. Mà lại đi Ngọc Hoàng Thiên Môn, chỉ đi thu hoạch bảo tàng, cũng sẽ không đụng vào đến trong thâm uyên đại khủng bố, không có nguy hiểm gì, nếu là trực tiếp rơi xuống, chỉ sợ muốn trực tiếp bị vực sâu ma vật thôn phệ. Chỉ bất quá, cái này Ngọc Hoàng Thiên Môn, Tuấn Đạo đám người chưa từng có sử dụng qua. Diệp Thần nói, vì sao? Tẩy Mộng Yên Lam nói, bởi vì bọn hắn đều là một lòng muốn chết, liền đợi đến đắm chìm tiên đoán ứng nghiệp, Ngọc Hoàng Kính nghiền nát, rớt xuống vực sâu Tuấn Đạo, bọn hắn đối với mình tu vi, là hoàn toàn không cần thiết. Bọn hắn khô tọa chờ chết, cũng không đi thu hoạch trong vực sâu bảo tàng, không có tài nguyên tu luyện bổ sung, huyết nhục của bọn hắn dần dần khô kiệt, tu vi cũng dần dần rơi xuống, thậm chí có rất nhiều người liền ký ức đều mày mòn, bọn hắn không biết chính mình vì sao khô tọa, tại sao lại tại Lăng Tiêu Uyên, bọn hắn chỉ nhớ rõ chính mình số mệnh, chính là muốn chờ đợi Ngọc Hoàng Kính nghiền nát chờ đợi đắm chìm tiên đoán ứng nghiệm. Diệp Thần chấn động, nói, kia, Nhược Sắc Phi đâu, nàng cũng khô kiệt mày mòn sao? Tẩy Mộng Yên Lam trầm ngâm một chút nói, mài mòn khẳng định là không thể tránh khỏi, nàng dù sao cũng là ngày xưa quỷ sai đại đô thống, chấp trưởng độ chi mảnh vỡ cường đại tồn tại, cùng cái khác Tuấn Đạo người so sánh, nàng thực lực muốn cường hãn rất nhiều, sẽ không như thế dễ dàng khô kiệt. Ta vừa mới đưa cho ngươi Xuân Chi Đồ, là ta cùng nàng cộng đồng miêu tả, bức kia đồ quang hoa vẫn còn, liền chứng minh lòng của nàng còn không có khô héo, trong nội tâm nàng còn có ta, nàng còn giữ ngày xưa thực lực. Ngươi chỉ cần tìm được nàng, mời nàng xuất thủ, nàng tất có thể hóa giải ngươi tơ tình. Diệp Thần cảm thấy hơi định, nói, vậy là tốt rồi. Lại hỏi, ta muốn làm sao tìm tới nàng? Thiên Tổ thất giới, mỗi một cái thế giới đều là đại thế giới, nếu như không có xác thực manh mối, muốn tìm một người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển.
Tẩy Mộng Yên Lam trầm ngâm nói, Ngô, cái này thật có điểm phiền phức, bởi vì bây giờ Lăng Tiêu Uyên, sớm đã bị kẻ ngoại lai chiếm cứ. Diệp Thần nói, kẻ ngoại lai. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, thiên tổ lưu tại trong địa ngục bảo tàng, bị ngoại nhân xưng là Lăng Tiêu Cổ Tàng, ngoại giới có rất nhiều tồn tại cường đại, ngửi được Lăng Tiêu Cổ Tàng khí tức, bọn hắn nhao nhao giáng lâm, muốn cướp đoạt bảo tàng. Nhưng vực sâu là phi thường nguy hiểm, đánh vỡ Ngọc Hoàng Kính đi vực sâu, sẽ trực tiếp bị vực sâu nuốt hết, mà lại thiên tổ lưu lại Ngọc Hoàng Kính, cũng không phải tốt như vậy đánh vỡ, muốn bảo tàng, chỉ có thể thông qua Ngọc Hoàng Thiên Môn đi. Nhưng mà, Ngọc Hoàng Thiên Môn mang theo thiên tổ cấm chế, kẻ ngoại lai khó mà công phá, từ viễn cổ thời đại cho tới hôm nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá vỡ thiên môn, cũng không ai có thể cầm tới bảo tàng. Xuyên thấu qua Ngọc Hoàng Kính, kẻ ngoại lai nhóm có thể nhìn thấy dưới vực sâu vô tận bảo tàng, nhưng bọn hắn lại không thể cầm tới, quả thực là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Những này kẻ ngoại lai tại Lăng Tiêu Uyên bên trong, thành lập đủ loại thế lực, lẫn nhau tranh đấu chém giết, nhưng bất kể là ai, đều không thể đụng phải dù là một chút xíu bảo tàng. Kỳ thật đã nhiều năm như vậy, bọn hắn đều không có cầm tới bảo tàng, nên minh bạch, bảo tàng không thuộc về bọn hắn, nhưng bọn hắn đã tạo thành chấp niệm liền tựa như tâm ma tồn tại. Tại không có cầm tới bảo tàng trước, bọn hắn đều không thể rời đi Lăng Tiêu Uyên, như là bị nguyền rủa đồng dạng, nếu ai rời đi, bảo tàng mong mà không được chấp niệm thống khổ, sẽ đem người trực tiếp tra tấn nổi điên. Diệp Thần lẩm bẩm nói, nguyên lai Lăng Tiêu Uyên, lại bị kẻ ngoại lai chiếm cứ sao? Hắn vốn đang coi là, Lăng Tiêu Uyên chỉ có tuấn đạo người khô tỏa, không nghĩ tới sớm bị kẻ ngoại lai chiếm lĩnh. Tẩy Mộng Yên Lam nói, đều đã nhiều năm như vậy. Kẻ ngoại lai cũng thành người địa phương đi, bọn hắn đều tin phụng thiên tổ hoặc là đại ái thần đại nhân, đối thiên tổ là không dám có chút khinh thường, nhưng ta không xác định bọn hắn thái độ đối với ngươi. Ngươi là thiên tổ người đại diện, thân phận rất đặc thù, bọn hắn khả năng tán thành ngươi, cũng có thể là đem ngươi trở thành tiếm chủ, ân, cẩn thận lý do, ngươi đi đến Lăng Tiêu Uyên về sau, trước hết che giấu tung tích đi, không nên bị người khác phát hiện ngươi là luân hồi chi chủ. Diệp Thần nói. Tốt, đa tạ thần tình yêu tiền bối nhắc nhở. Tẩy Mộng Yên Lam nói tiếp, bây giờ Lăng Tiêu Uyên, chủ yếu có Lăng Tiêu Thiên Cung, Huyền Minh Điện, Vạn Môn Vị, Cổ Hoàng Điện, Tổ Phật Tự, Tinh Tuyết Điện lục đại thế lực. Tại trăm vạn năm trước, có một khối như mặt trời tảng đá rơi xuống đến Lăng Tiêu Uyên, bị Lăng Tiêu Thiên Cung đạt được. Từ lúc kia bắt đầu, Lăng Tiêu Thiên Cung liền trấn áp chư nhà, trở thành Lăng Tiêu Uyên tồn tại cường đại nhất. Cái khác ngũ đại thế lực, Huyền Minh Điện, Vạn Môn Vị, Cổ Hoàng Điện, Tổ Phật Tự, Tinh Tuyết Điện, đều muốn đối Lăng Tiêu Thiên Cung cúi đầu xưng thần, hàng năm tiến cống. Diệp Thần nói, như mặt trời tảng đá. Hắn âm thầm lưu tâm, luôn cảm giác có chút không đơn giản. Tẩy Mộng Yên Lam nói, người đi đến Lăng Tiêu Uyên về sau, chớ nóng vội bại lộ thân phận, trước che giấu mình, người Phật Pháp tinh thâm, trước hết đi Tổ Phật Tự đi, nói là nếu bàn về đạo giảng kinh, nghĩ đến cũng sẽ không có người ngăn cản ngươi. Người đi đến Tổ Phật Tự về sau, lại nghĩ biện pháp nghe ngóng Nhược Sắc Phi hạ lạc, ta mấy năm nay một mực nếm thử cùng nàng câu thông, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có đạt được đáp lại, năm đó trận đại chiến kia, còn có hai cái muội muội phản bội, đối nàng đả kích quá lớn. Diệp Thần gật đầu nói, tốt, ta biết. Hắn đại khái có mạch suy nghĩ, liền là đi đến Lăng Tiêu Uyên về sau, trước che giấu tung tích, tiến về Tổ Phật Tự, nghe ngóng Nhược Sắc Phi tin tức hạ lạc. Đợi khi tìm được Nhược Sắc Phi về sau, đưa ra Tẩy Mộng Yên Lam cho tín vật, liền là bức kia Xuân Cung đồ, Nhược Sắc Phi nhớ tình cũ, đại khái suất sẽ ra tay, lợi dụng độ chi pháp tắc, siêu độ Diệp Thần khốn khó, hóa giải hắn tơ tình, như thế liền có thể đại công cáo thành. Tơ tình có giải quyết khả năng, Diệp Thần trong lòng cũng là dễ dàng rất nhiều. Tẩy Mộng Yên Lam nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng ra ngoài đi, đừng để thần sắc đẹp thiên tôn các nàng chờ quá lâu. Diệp Thần trong lòng hơi động, hỏi, đúng rồi, thần tình yêu tiền bối, thần sắc đẹp tự mình đến tìm ngươi, là có cái gì đại sự? Tẩy Mộng Yên Lam thở dài, các nàng đối phó hồn thiên đế, muốn kéo lũng ta, nhưng ta thần tình yêu cung, vạn cổ đến nay một mực bảo trì trung lập, ta không sẽ cùng bất kỳ thế lực nào kết minh. Diệp Thần nói, nguyên lai thần sắc đẹp là muốn lôi kéo ngươi sao? Tẩy Mộng Yên Lam nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ. Ta biết ngươi cùng thần sắc đẹp cũng là minh hiếu, nhưng ta chỉ cầu ngươi tôn trọng ta ý nghĩ, ta không nghĩ đầu nhập vào bất luận kẻ nào, ta ở chỗ này, chỉ chờ đại ái thần đại nhân trở về. Diệp Thần gật đầu nói, ta biết. Nói thật,
Diệp Thần cũng là nghĩ lôi kéo Tẩy Mộng Yên Lam, nhưng đã đối phương không muốn liên lụy nhân quả, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Lập tức, hắn liền cùng Tẩy Mộng Yên Lam liền xuyên tốt quần áo, từ phía trên nếu có tình đồ thế giới bên trong tới, một lần nữa trở lại đại điện bên trong. Thần sắc đẹp, thiên nữ, đao phong nữ hoàng, đại từ thụ hoàng các loại, đều tại trong cung điện chờ. Nhìn thấy hai người tới, thần sắc đẹp lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt, vẫn là rất không trong suốt, tràn đầy đục ngầu khổ ách chi ý, hiển nhiên còn bị tơ tình quấn thân, không khỏi lấy làm kinh hãi, nói. Thần tình yêu thiên tôn, liền ngươi cũng vô pháp hóa giải luân hồi chi chủ tơ tình sao? Tẩy Mộng Yên Lam lắc đầu khẽ thở dài, tình này tơ không tốt hóa giải, bất quá ta đã có biện pháp, liền là mạo hiểm một chút. Thần sắc đẹp bấm ngón tay tính toán, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, là đi Lăng Tiêu Uyên sao? Tẩy Mộng Yên Lam thân thể mềm mại chấn động, nói, thần sắc đẹp thiên tôn, quả nhiên là mắt sáng như đuốc, thiên cơ hiểu rõ a. Thần sắc đẹp mỉm cười nói, cũng không có gì, dù sao luân hồi chi chủ là đồng minh của ta, ta có thể bắt được hắn một điểm thiên cơ. Bất quá, cái này Lăng Tiêu Uyên là thiên tổ thất giới một trong, đã là thiên tổ địa bàn, ta người ngoài này, cũng không tốt liên lụy đi vào. Ngô, thiên nữ, người đưa người thần châu thiên kiếm, cấp cho luân hồi chi chủ, để cho hắn phòng thân. Một bên thiên nữ nghe, lập tức giật nảy cả mình, nói, cái gì, thần sắc đẹp, người muốn ta mượn kiếm. Thần sắc đẹp gật đầu nói, ta nghe nói Lăng Tiêu Uyên dưới vực sâu, có vô tận hắc ám kinh dị, người thần châu thiên kiếm, vừa vặn có thể khắc chế hắc ám, cấp cho luân hồi chi chủ, có thể bảo vệ tính mạng hắn không lo. Thiên nữ lập tức nhíu mày, cái này thần châu thiên kiếm, nàng không biết hao tốn nhiều ít tâm huyết, mới rèn đúc tới, chính là nàng bản mệnh binh khí, nếu là người bình thường xin vay, nàng tất nhiên không cho phép. Nhưng Diệp Thần khác biệt, trong lòng nàng đối Diệp Thần tình cảm, cũng là hết sức phức tạp. Uy, Diệp Thần, người muốn kiếm không muốn? Thiên nữ chân mày vẩy một cái, lấy ra thần châu thiên kiếm, hướng Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười nói, nếu như ngươi cho mượn, vậy ta không có lý do không muốn. Hắn biết mình chịu tơ tình vây khốn, đủ loại thủ đoạn thần thông, thi triển ra uy lực, tất nhiên là giảm bớt đi nhiều, nếu là có thiên nữ thần châu thiên kiếm phòng thân, vậy coi như gặp phải nguy hiểm gì, cũng sẽ an toàn rất nhiều. Thiên nữ hừ một tiếng, nói, ta xem ở thần sắc đẹp trên mặt mũi, liền cho ngươi mượn. Liền đem thần châu thiên kiếm đưa cho Diệp Thần. Đa tạ. Diệp Thần mỉm cười nhận lấy, lại hướng thần sắc đẹp nói, đa tạ thần sắc đẹp tiền bối. Thần sắc đẹp cười yếu ớt nói, không cần gọi ta tiền bối, ngươi nếu không chê, có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Diệp Thần liền đổi giọng cười nói, thần sắc đẹp tỷ tỷ. Thần sắc đẹp hướng hắn vẫy tay, nói, ngươi qua đây, ngồi bên cạnh ta. Diệp Thần liền đi qua, ngồi tại thần sắc đẹp bên người. Thần sắc đẹp đầy đặn tư thái, đang phát ra một cỗ mượt mà mùi thơm, hắn ngồi tại thần sắc đẹp bên cạnh, tơ tình lại không phát tác, ngược lại có cỗ phiêu nhiên ôn nhu cảm giác, thần sắc đẹp khí chàng để cho người ta rất dễ chịu. Thần sắc đẹp nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Thần tay, nhẹ vỗ về mờ u bàn tay của hắn, nói, luân hồi chi chủ, ngươi chịu khổ, ta bằng vào ta thần sắc đẹp chi danh chúc ngươi lần này đi Lăng Tiêu Uyên, bình an trôi chảy, cho dù đắm chìm tiên đoán ứng nghiệm. Người cũng sẽ không bị nuốt hết, người nhất định có thể bình an trở về. Diệp Thần nghe thần sắc đẹp chúc phúc ngữ điệu, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp, nói, thần sắc đẹp tỷ tỷ, đa tạ. Thần sắc đẹp thật giống một người đại tỷ tỷ như vậy, nhàn nhạt cười, lại mười phần ôn nhu sờ lên Diệp Thần gương mặt, nói, tốt, người đi đi, có ta chúc phúc, người nhất định có thể bình an trở về. Diệp Thần nói, tốt, thần sắc đẹp tỷ tỷ, thần tình yêu tiền bối, đao phong nữ hoàng. Đại từ thụ hoàng, thiên nữ, hôm nay lương ngộ, hào hứng không cạn, thỉnh cho phép ta cáo từ trước, chúng ta ngày khác gặp lại. Hắn hướng chư nữ từng cái cáo biệt, sau đó liền cùng Phật tổ quay người rời đi thần tình yêu cung. Phật tổ cau mày nói, luân hồi chi chủ, người muốn trực tiếp đi Lăng Tiêu Uyên. Diệp Thần nói, việc này không nên chậm trễ, ta dự định lập tức xuất phát, dù sao tình của ta tơ, mỗi kéo dài một ngày, thống khổ liền tăng lên một phần. Có thể mau chóng giải quyết, vẫn là mau chóng giải quyết cho thỏa đáng. Phật tổ, người trở về cùng Nhâm tiền bối nói một tiếng, gọi hắn không cần lo lắng cho ta. Phật tổ thở dài, tốt a. Diệp Thần nhẹ gật đầu, lúc này từ biệt Phật tổ, đạp trên thiên nữ thần châu thiên kiếm, hướng về Lăng Tiêu Uyên mau chóng đuổi theo. Tại viễn cổ thời đại, có rất nhiều thế lực cường đại,
bắt được Lăng Tiêu cổ tàng khí tức, nhao nhao giáng lâm Lăng Tiêu Uyên, muốn cướp đoạt bảo tàng. Những thế lực này lẫn nhau chém giết, về sau tranh đấu ra Lăng Tiêu Thiên Cung, Tổ Phật Tự, Tinh Tuyết Điện, Vạn Môn Vị, Cổ Hoàng Điện, Huyền Minh Điện lục đại môn phái. Lục đại môn phái vì phòng ngừa còn có thế lực giáng lâm, liền liên thủ phong bế Lăng Tiêu Uyên thiên cơ, ngoại nhân không được vào. Mà tại trăm vạn năm trước, có một khối như mặt trời tảng đá, rơi xuống đến Lăng Tiêu Uyên, bị Lăng Tiêu Thiên Cung đạt được. Từ khi đó bắt đầu, Lăng Tiêu Thiên Cung liền hoành ép toàn bộ Lăng Tiêu Uyên, trở thành bá chủ, còn lại ngũ đại môn phái, đều muốn hướng cúi đầu xưng thần, hàng năm tiến cống. Đến mức Nhược Sắc Phi, còn có ngày xưa thiên tổ thủ hạ rất nhiều tuấn đạo người, đều không đếm xỉa đến, cũng không có nhúng tay lục đại môn phái tranh đấu, bọn hắn chỉ chờ lấy đắm chìm tiên đoán ứng nghiệm chờ đợi lấy chính mình tuẫn đạo ngày đó. Rất nhanh, Diệp Thần liền đạp trên thần châu thiên kiếm, xuyên qua trùng điệp hư không, đi vào Lăng Tiêu Uyên thế giới bên ngoài, nơi này có trùng điệp không gian bích lũy cách trở, những này không gian bích lũy là trong suốt, nhưng mang theo cường đại lực đẩy, cho dù là thiên đế, muốn đột phá trùng điệp thành lũy, giáng lâm Lăng Tiêu Uyên, đều không phải là chuyện dễ dàng gì. May mắn Diệp Thần không gian pháp tắc thủ đoạn cường đại, trực tiếp liền vận dụng vũ trụ mệnh cách không gian chi lực, một cái lắc mình xuyên thẳng qua, liền nhẹ nhõm đột phá trùng điệp không gian bích lũy, cuối cùng thuận lợi hạ xuống Lăng Tiêu Uyên thế giới, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Hạ xuống Lăng Tiêu Uyên thế giới về sau, Diệp Thần lập tức bị cái này kỳ quỷ trói lọi thế giới hấp dẫn. Trên đỉnh đầu hắn là xanh thẳm thiên khung, vạn dặm không mây, bầu trời sáng long lanh đến như sapphire. Giữa trưa mặt trời đang tung xuống ấm áp quang mang, dưới bầu trời là từng tòa lơ lửng hòn đảo, thác nước kích lưu, linh khí dồi dào. Mà dưới chân hắn, lại không phải đại địa, Lăng Tiêu Uyên thế giới, chỉ có trời, không có địa. Hoặc là nói, Lăng Tiêu Uyên đại địa, là một mặt to lớn kính tử. Diệp Thần dưới chân, liền dẫm lên một mặt bóng loáng kính tử phản chiếu lấy bầu trời cùng rất nhiều phù không đảo tự cảnh tượng, thiên địa liền thành một khối. Trên gương khắc ấn lấy một chút màu vàng kim nhàn nhạt phù văn, pháp tắc 10 phần kiên cố, hắn đạp mấy cước, liền cảm thấy dưới chân kính tử, kiên cố đến thiên đế cũng không thể đánh nát. Đây chính là thiên tổ năm đó bày ra ngọc hoàng kính sao. Biết bao có thể tư nghị. Diệp Thần thấp giọng thì thào, cúi đầu ngắm nhìn dưới chân ngọc hoàng kính, toàn bộ Lăng Tiêu Uyên thế giới, phương viên cương vực có trăm vạn dặm sự bao la, mà bát ngát như vậy cương thổ, đều bị cùng một khối kính tử bao trùm lấy. Cái này ngọc hoàng kính pháp tắc kiên cố, tựa hồ lại mang theo đặc thù nào đó tịnh hóa chi lực, có thể tự động tịnh hóa ô uế. Diệp Thần giấu chân bên trên bùn đất nhiễm phải đi, vết tích rất nhanh liền tự động hóa mở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 575.